Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai 2022 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc ngài Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, Vinsay Phomachen và phu nhân cùng cán bộ nhân viên đang công tác tại Tổng lãnh sự quán Lào và gia đình đón Tết cổ truyền Bun Pi Mai an vui, mạnh khỏe và thành đạt. Đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Chúc tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố, ngài Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, Vinsay Phomachen tin tưởng khi bệnh dịch đã cơ bản được kiểm soát, các địa phương của Lào và thành phố Đà Nẵng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, đồng thời mong muốn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán Lào tại đây. Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Lào và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Chính vì vậy, thời gian tới, hai nước sẽ đồng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng sự kiện trọng đại này, cũng như tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác, phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai bên trong mọi lĩnh vực.